Chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021 do tờ thời báo Newspaper thực hiện, tờ báo người Việt lớn nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube Thời báo Media. Nếu quý vị yêu thích chương trình, đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những chương trình tin tức của Thời báo. Mời quý vị đón xem một số tin tức đặc biệt nổi bật ở Canada trong chương trình tin tức tuần này. Gần 2,2 triệu liều vaccine đến Canada trong tuần này. Bất chấp biện pháp thử nghiệm trước khi bay, Covid-19 vẫn đáp xuống Canada. Bốn bệnh viện Toronto chủng ngừa Covid-19 cho người từ 50 tuổi trở lên ở điểm nóng. Y tế công cộng Toronto đóng cửa tất cả trường học vì số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Tỉnh bang Ontario ban hành tình trạng khẩn cấp lần thứ ba và buộc cư dân phải quản thúc tại gia. Cư dân từ 18 tuổi trở lên ở các vùng nóng của Ontario sẽ được chúng ngừa COVID sớm. 77% dân Montreal trên 60 đã được chúng ngừa hoặc đã lấy hẹn gần 2,2 triệu liều vaccine đến Canada trong tuần này. Hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ đến Canada trong tuần này, trong lúc Canada đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan dữ dội của nhiều biến thể COVID-19, trong đó bao gồm lô vaccine AstraZeneca đầu tiên, 316.800 liều, được gửi đến Canada từ chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu được gọi là COVAX Canada đã đóng góp 440 triệu đô la cho COVAX, một nửa để đảm bảo 15 triệu liều vaccine cho Canada và một nửa để mua vaccine cho các nước nghèo hơn không đủ khả năng mua vaccine. Trong khi bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể sử dụng nguồn cung cấp của COVAX để sử dụng cho riêng mình. Canada đã bị chỉ trích nặng nề vì làm tổn hại tinh thần của chương trình COVAX, sau đó bảo đảm vaccine được phân phối công bằng cho các nước nghèo. Ngoài lô vaccine từ COVAX, Canada sẽ nhận được 1.019.070 liều vaccine Pfizer-BioNTech và 855.600 liều vaccine Moderna trong tuần này. Tổng cộng là gần 2,2 triệu liều trong tuần này. Sông mức cao nhất là hơn 3 triệu liều vào tuần trước. Tính đến cuối tháng 3, Canada đã nhận được tổng cộng 9,5 triệu liều, vượt quá 6 triệu liều mà chính phủ, liên bang hứa lúc ban đầu. Mặc dù có sự gián đoạn của sản xuất khiến nguồn cung vaccine chậm lại, khiến mức nhỏ giọt vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Trong tam cá người thứ nhì, Canada dự trù sẽ nhận được ít nhất 1 triệu liều vaccine Pfizer mỗi tuần cho đến cuối tháng 5, tăng lên đến 2 triệu liều mỗi tuần trong tháng 6. Như vậy là Canada đang trên đà nhận được tổng cộng 44 triệu liều vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca vào ngày Quốc khánh Canada. Chính phủ liên bang cam kết rằng mọi người ở Canada muốn được tiêm chủng chống COVID-19 sẽ được tiêm đầy đủ vào cuối tháng 9. Sự gia tăng tiêm chủng diễn ra khi mà các ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt trên khắp đất nước Canada đã vượt qua một cột mốc không mong muốn vào hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 4 khi nhận hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19 kể từ khi SARS-CoV-2 tấn công đất nước này vào cuối tháng giêng năm ngoái. Tính đến ngày thứ Hai năm tháng 4, Canada có 23.088 người chết vì COVID-19. Bất chấp biện pháp thử nghiệm trước khi bay, COVID-19 vẫn đáp xuống Canada. Theo dữ liệu liên bang, hơn 1.000 hành khách hàng không đến Canada bị nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian 4 tuần gần đây, mặc dù đã thử nghiệm bắt buộc trước khi khởi hành. Điều này cho thấy khó có nới lỏng các hạn chế trước vào mùa du lịch hè sắp đến. Canada đã bắt đầu kiểm tra hành khách quốc tế hồi tháng 2, yêu cầu các hành khách phải trải qua 3 ngày cách ly tại khách sạn bằng chi phí của họ cho đến khi có kết quả thử nghiệm một biện pháp bị chỉ trích bởi các hãng hàng không vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính có thể hoàn thành đợt cách ly 14 ngày tại nhà. Các giới chức y tế cho biết, chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn mọi người ra nước ngoài trong mùa nghỉ xuân truyền thống và để ngăn chặn các biến thể coronavirus dễ lây lan hơn. Tỷ lệ dương tính khi đến Canada bằng đường hàng không là 1,5% trong 4 tuần từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 25 tháng 3, cao hơn so với tỷ lệ được ghi nhận bởi một số quốc gia khác đang thực hiện thử nghiệm tương tự tại các phi cảng. Dữ liệu của chính phủ Canada cho thấy nhiều chuyến bay quốc tế trong năm nay có những hành khách mang coronavirus, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 25 tháng 3, trong số 70.819 hành khách được xét nghiệm khi đến nơi, có 1.094 người dương tính với Covid-19. Các ca nhiễm liên quan đến du lịch cho thấy chính phủ sẽ không sớm nới lỏng chính sách cách ly khi đến ngay cả khi các hãng hàng không hy vọng việc tăng cường kiểm tra và tiêm chủng sẽ giúp việc kinh doanh của họ được cải thiện. Các hạn chế đi lại của Canada là một trong những biện pháp chặt chẽ nhất trên thế giới. Với những người nước ngoài không thiết yếu, thường bị từ chối nhập cảnh và các công dân trở về từ nước ngoài bắt buộc phải cách ly. Paul Davidson, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Y tế Canada, cho biết Điều này, dữ liệu thử nghiệm chỉ ra rằng việc duy trì các biện pháp biên giới mạnh mẽ để bảo vệ người dân Canada là quan trọng hơn bao giờ hết. Mọi giới chức WestJet cho biết, quy định cách ly ở khách sạn đối với hành khách hàng không đang khuyến khích người Canada bay đến các thị trấn sát biên giới Hoa Kỳ và rồi lái xe qua biên giới. Những du khách như vậy cũng được thử nghiệm nhưng có thể cách ly trong 14 ngày ở bất cứ đâu họ chọn, Đề cập các trường hợp COVID-19 đang gia tăng ở Canada, thì Andy Gabon, giám đốc của Watches, nói rằng việc di chuyển bằng đường hàng không chiếm khoảng 10% so với trước đại dịch, không chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện tại. Canada không cho biết chính sách kiểm tra khách đến và cách ly tại khách sạn sẽ có hiệu lực trong bao lâu. Bốn bệnh viện Toronto chủng ngừa COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên ở điểm nóng Hồi tuần qua thì tỉnh bang đã hạ ngưỡng tuổi để những người từ 60 tuổi trở lên có thể bắt đầu đặt lịch hẹn chích ngừa COVID-19, trong đó có cư dân Toronto và vùng Peel. Bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ sáu tuần qua, cư dân Toronto sinh năm 1961 hoặc sớm hơn có thể đặt hẹn chích ngừa tại một trong các clinic chủng ngừa do thành phố điều hành. Trước đó, hôm thứ Năm tuần qua, Ngưỡng tuổi được chích vaccine AstraZeneca đang được cung cấp tại các tiệm thuốc Tây cũng được hạ xuống 55. Toronto có thêm 52 nhà thuốc Tây tham gia vào chương trình chủng ngừa. Không như vậy, một số bệnh viện ở Toronto đã hạ tuổi đủ điều kiện được chích ngừa của người sống trong các khu vực hotspot về COVID-19 của thành phố. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 4, thì Bệnh viện Humber River đã thông báo rằng bắt đầu chủng ngừa cho những người từ 50 tuổi trở lên sống ở khu vực phía Tây Bắc, Toronto, tại Dalview Arena Clinics thuộc bệnh viện này. Khu vực đó được xác định là những người cư trú trong các ranh giới sau. Phía Nam Steel Avenue, phía Bắc Edlington Avenue, phía Đông Humber River, Islington Avenue, phía Tây Bathurst Street, Tiếp đó, hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 4, có thêm hai bệnh viện ở Toronto cho phép cư dân từ 50 tuổi trở lên sống trong các khu vực điểm nóng COVID-19 trong thành phố, đặt lịch hẹn tiêm chủng. Mạng lưới Unity House Toronto bao gồm Bệnh viện St. Michael Hospital, St. Joseph's Health Center đã cập nhật danh sách ưu tiên những người có thể đặt lịch hẹn chủng ngừa COVID-19. Danh sách trước đây chỉ bao gồm những cư dân từ 60 tuổi trở lên và những nhóm ưu tiên cao hiện giờ bao gồm những người sinh năm 1971 hoặc trước đó, sống trong các khu vực có nguy cơ cao trên toàn thành phố. Để đặt lịch hẹn tại St. Joseph House Center, những người này phải sống ở các khu vực có mã bưu chính bắt đầu bằng M6K, M6N, M8V, M9A, M9B, M9C, M9R, M9V, M9W, St. Michael's chấp nhận những cư dân từ 50 tuổi trở lên có mã bưu chính bắt đầu từ M4X, M5A và M5B. Có thể đặt lịch hẹn trên website của Unity House. Cũng trong hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 4, thì một bệnh viện khác ở Toronto cho biết cung cấp vaccine cho người 50 tuổi trở lên sống ở một số điểm nóng về COVID-19 của thành phố. Bệnh viện Michael Garon bắt đầu thực hiện tiêm cho người lớn từ 50 tuổi trở lên sống trong các khu vực dân cư ở phía đông Toronto từ ngày 1 tháng 4. Có thể đặt lịch hẹn trực tuyến để chủng ngừa tại Tallcliff Park Community Health COVID-19 Immunization Clinic. Người lớn ở các khu vực có mã bưu điện sau đây hiện đủ điều kiện M4H, M1L, M3C, M4A, M1K, M1M, M1J. Y tế công cộng Toronto đóng cửa tất cả trường học vì số người nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Hôm thứ ba ngày 6 tháng 4, thì y tế công cộng Toronto cho biết sẽ buộc tất cả các trường công đóng cửa ngay vào hôm thứ tư tuần này. Sở y tế công cộng Toronto nhận định rằng việc đóng cửa là cần thiết để ngăn chặn sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 mới. Toronto đã báo cáo 955 trường hợp nhiễm mới trong hôm thứ hai trước đó. Sở Y tế Công cộng Toronto cho biết các trung tâm giữ trẻ trực thuộc trường học cũng có thể bị buộc phải đóng cửa. Việc đóng cửa có nghĩa là hơn 300.000 học sinh phải quay lại học online ở nhà. Chính phủ Ontario đã cho phép các trường học vẫn mở cửa, mặc dù đã sử dụng thắng khẩn cấp trên toàn tỉnh bang để đối phó với làn sóng thứ ba của đại dịch. Thị trưởng Toronto John Tory cho biết, ông đã yêu cầu thêm một ngày để phụ huynh có thời gian chuẩn bị. Nhưng tiến sĩ Alan Devilla, giám đốc y tế của thành phố, cho biết cần phải đóng cửa ngay lập tức. Chúng tôi hiểu đây có thể không phải là điều mà các gia đình đã mong đợi, đặc biệt là với thông báo gần đây của tỉnh bang. Nhưng thật sự cần thiết phải thực hiện các bước theo chỉ thị của Y tế Công cộng Toronto để hạn chế sự lây lan của COVID-19 và các biến thể đáng lo ngại. Sergio Vlahos, Phát ngôn viên của Toronto Catholic District School Board cho biết, quyết định được đưa ra một ngày sau khi vùng Peel lân cận quyết định đóng cửa các trường học vào hôm thứ Hai ngày 5 tháng 4. Tỉnh bang Ontario ban hành tình trạng khẩn cấp lần thứ ba và buộc cư dân phải quản thúc tại gia. Trong hôm thứ Tư ngày 7 tháng 4, thì Thủ huyến Đào Phúc của tỉnh bang Ontario đã ban hành tình trạng khẩn cấp lần thứ ba vì đại dịch và buộc mọi cư dân phải tự quản thúc tại gia. Lệnh quản thuốc tại gia bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ sáng sớm hôm thứ Năm ngày 8 tháng 4 và kéo dài trong vòng 4 tuần sắp tới. Đồng thời, thì chính quyền tỉnh bang cũng đã ra lệnh đóng cửa những cơ sở thương mại xét ra không cần thiết, những tiệm làm móng, cắt tóc, làm đẹp, những phòng tập thể dục bị đóng cửa. Chỉ các tiệm tập hóa siêu thị và dược phòng được tiếp tục mở cửa. Những tiệm bách hóa lớn như là Walmart được mở cửa, nhưng chỉ được bán những vật dụng cần thiết như là thực phẩm, thuốc men, dụng cụ tẩy uế nhà cửa, các tiệm bán đồ làm vườn vẫn được mở cửa với 25% lượng khách hàng mà các tiệm này có thể chứa. Cư dân phải ở trong nhà, chỉ được chuyển đi ra ngoài mua thực phẩm, đi bác sĩ, mua thuốc men, đi chủng ngừa hay đi tập thể dục ở xung quanh nhà như đi bộ. Thủ hiến Đào Ford rất hy vọng là trong vòng 4 tuần nữa, 40% cư dân trong tỉnh bang sẽ được chủng ngừa COVID và số người nhiễm COVID sẽ sút giảm. Những người không tuân lệnh, tử thủ tại gia có thể bị phạt 750 đô la. Các tiệm bán lẻ khác gồm cả những nhà hàng cũng như những khu thương xá chỉ quyền bán hàng theo đơn đặt trước qua Internet hay qua điện thoại và khách hàng phải đến lấy ở cửa trong thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mỗi ngày. Một số cửa tiệm khác cũng được mở cửa và chỉ được nhận tối đa 25% số khách hàng mà các tiệm này có thể chứa được. Những tiệm được quyền mở là các tiệm bán dụng cụ điện thoại, tiệm bán xe hơi, tiệm bán kính, các tiệm cung cấp các dịch vụ mướn, các cửa tiệm bán các dụng cụ an toàn, vì đóng cửa các cơ sở thương mại nhỏ cũng gây nhiều bất bình nhất là những người làm chủ tại các tiệm làm móng, tiệm cắt tóc, các phòng tập thể dục. Ông Dan Cowley, Chủ tịch Hiệp hội những nhà thương mại độc lập liên bang, nói là những chứng cớ cho thấy việc lây nhiễm COVID nhiều nhất ở các đại công ty, các cơ xưởng làm việc hơn là từ các tiệm nhỏ như tiệm làm móng, nhà hàng hay các phòng tập thể dục. Việc cấm đoán không cho giới tiểu thương mở cửa lại sẽ khiến cho các cơ sở thương mại này sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong tương lai. Cư dân từ 18 tuổi trở lên ở các vùng nóng ở Ontario sẽ được chủng ngừa COVID sớm. Hiện nay, với số người nhiễm COVID ngày một tăng, thì chính quyền Ontario đang nỗ lực tìm cách ngăn chặn bằng cách gia hạn tốc lực trong việc chủng ngừa. Theo những tin tức loan báo vào hôm ngày 7 tháng 4, cư dân Ontario từ 18 tuổi trở lên mà cư ngụ trong những vùng nóng, vùng có nhiều người nhiễm COVID sẽ được chủng ngừa vào tuần tới. Trong giai đoạn 2 của cuộc chủng ngừa ở tỉnh bang Ontario, Ngoài ra, những thầy cô và nhân viên của các trường học ở những khu vực có nhiều người nhiễm bệnh cũng sẽ được chủng ngừa trong tuần lễ sắp đến. Thủ hiến Nafor cũng cho biết là chính quyền tỉnh bang sẽ thành lập những y viện lưu động đến các vùng nóng, các hãng xưởng để mà chủng ngừa ngay cho những cư dân. Những nhân viên làm việc trong các hãng xưởng này, Thủ hiến ford cũng nói là chính quyền tỉnh bang đã thành lập danh sách 100 điểm nấu ở tỉnh bang dựa vào mã số bưu điện. Theo sự nhận xét thì phần lớn 100 mã số bưu điện này đều nằm trong thành phố Toronto, thành phố Mississauga, thành phố Brampton. Một số vùng nóng cũng ở các thành phố như là Hamilton, Windsor, Niagara, Falls, Waterloo, Milton và Durham. 77% dân Montreal trên 60 tuổi đã được chích ngừa hoặc đã lấy hàng. Tính đến ngày chủ nhật 4 tháng 3 Khoảng 77% người dân Montreal trên 60 tuổi đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc được hẹn để đi chích ngừa. Mary-Rosie Tabor, phát ngôn nhân của cơ quan y tế khu vực Central South Montreal cho biết, với tỷ lệ bao phủ vaccine trên 80%, mọi thứ chậm lại một chút là điều bình thường. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế Quebec, 69% người dân Montreal đủ điều kiện đã nhận được ít nhất liều đầu tiên của họ khoảng 8% đã lấy hẹn chích ngừa. Tỷ lệ tiêm chủng tới giờ là 59% người Montreal từ 60 đến 64 tuổi, 70% ở độ tuổi từ 65 đến 69 và hơn 81% đối với người từ 70 tuổi trở lên. Nhưng vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 4, địa điểm tiêm chủng ở Palace de Congress khá vắng vẻ. Một lý do khiến các Điểm tiêm chủng vắng lặng là tỉnh bang đã chuyển các liều thuốc đến các vùng khác trong tỉnh bang nhằm nỗ lực giúp những nơi đó bắt kịp Montreal. Bộ trưởng Bộ Y tế Christian đã lên Twitter nhắc lại quan điểm này, nói rằng 34.000 liều đã được chuyển hướng đến các khu vực để đảm bảo tất cả người dân Quebec trên 65 tuổi đều có thể được chích ngừa vào giữa tháng 4. Theo đề nghị của Ủy ban Tiêm chủng Quebec, nhóm ưu tiên tiếp theo sẽ được tiêm chủng là người lớn dưới 60 tuổi mắc bệnh mãn tính hoặc có vấn đề sức khỏe làm tăng nguy cơ biến chứng do COVID-19. Hiện giờ người dân Montreal trên 60 tuổi có thể đặt lịch hẹn, nhân viên y tế và một số người khuyết tật cũng có thể đặt lịch hẹn. Kính thưa quý khán giả, bản tin tuần này đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Thời báo Media. Quý vị khán giả đừng quên theo dõi những tin tức hàng tuần của Thời báo bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để cập nhật những tin tức nổi bật ở Canada. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi trên kênh YouTube và Facebook Thời báo Media.